Xích 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 tám mươi kg xích Bạn đi cao xích bao đi nhiêu? em một một chín không biết diễn tả thế nào mọi người nhỉ. À gì à, on Kamu lebih pendek dari Davila. à. Apakah kamu lebih pendek Cao darinya? cao cao mét bao nhiêu mọi người, mình cứ tưởng Bạn là có thấp chị hơn hỏi mình. không? Ơi! Bạn có thấp hơn anh ấy không? Anh đáp! Bằng nhau, bằng nhau. Xem chuẩn. Xem berarti aku lebih pendek darimu. Xem. Tôi thấp hơn. Wow. Good. Tải Google dịch đi anh. Aku Anh không biết dùng Google dịch. Khánh ạ, tí nữa để anh dùng sau để Tidia. anh xem. À, good, 1m53 mọi người ạ. Mọi người ơi, mọi người nhấc tay giúp mình mọi người ơi. 1m53 chứ. 53 Tunggu tưởng sebentar. 53. Tưởng 53 thì là khá Apakah dia sudah bangun tidur? Một mét Anh ấy tỉnh chưa? À, lô tỉnh. Lô tỉnh. Đi đêm đã khuya rồi. Dia tidur jam 3 pagi. Anh ấy ngủ lúc 3 giờ sáng. Mệt anh. Mệt. Anh đã đi ngủ vì dia. Good. Lô Minh Âu. Aku menunggu dia tidur. Chị dâu. Tôi đang đợi anh ấy ngủ. Thank you, Kak Fatma. Vì bao nhiêu kg? Chị dâu. Ơi! Chị lặng bao nhiêu kg? Google! Nó cái gì lu? Gua pakai Google, lu kagak pakai Google. Ngadi-ngadi lu. Đã tahu gua kagak bisa bahasa Vietnam. Đây, chị Vi. No. Dia sering menggendongku. Ôi trời ơi, thật sự mọi người là mình chờ tôi. Padahal aku sangat berat. Chị Vi. Padahal aku sangat berat. Chị Vi. Đây. Mặc dù tôi rất. Yes. Aku pernah naik motor bersamanya. Tôi đã lái một chiếc xe máy. Okay. Madiun, YouTube đáp. Okay. YouTube đáp.
Em xem rồi, em xem rồi. No up. Vidya. Aku 54 sekarang. Mọi người ạ, bây giờ mình phải diễn tả hành động thôi chứ mình bây giờ mình không có biết là Google dịch mọi người ạ. Vidya. Giờ tôi 54 tuổi. Sao lại 54 tuổi? Chị nói đi. Năm mươi bốn tuổi mọi người. 54 kilo. 54 kg. Yes, good. Tưởng no, 54 tuổi. 50. Vidya. Ok. Kelebihan berat badan 4 kilo. Tata. Ok chị. Cười chết với ông. Kelebihan berat badan 4 kilo. Có mọi người dịch thừa cân 4 kg. Vidya. Ok. Normal. Kalau 49 jelek aku guys. 50. Yes. Thừa cân 4 kg. Vâng. Chị lặng thế. Ôi dồi ôi, chị lặng thế. Vidya. No. Saya sudah bilang kepadanya. Nak, thật sự tôi đã nói với anh ấy rồi. Jangan menggendongku karena aku terlalu berat. Đừng bế tôi vì tôi quá nặng. Yes. That. Tetapi dia selalu keras kepala. Nhưng anh ấy luôn cứng đầu. Chị Vi ơi, chị Vi. Bế xong là gãy lưng đấy mọi người ạ. Sudah tua. Anh đã xa rồi. Già rồi. Đã xa rồi. Già rồi nhưng anh ấy vẫn khỏe. Anh đặt đã xa rồi, Vidya good. Cảm ơn chị Mai. Makasih Bunda Kety. Nàng không cho Vi giảm cân. Cepat sembuh Bunda Kety. Oke, oke. Kasihan tulang belakangnya, okay, guys. Gua kagak maksa dia sendiri. Allah. Cibi. Oi. Cibi beautiful girl. No. Dễ thương nói thế nào rồi? Dễ thương nói nào nhỉ? Ai? Tả phát đi hiểu ngay. Berapa umurmu? Nói vậy. Bạn bao nhiêu tuổi? Vidya, no, aing dat koi. No. Chị dâu. Vidya, kenapa semua panggil aku cik sih? Em. Udah tua banget, Allah Akbar, gara-gara dah. Em chồng. Em chồng. Em chồng. Em chồng. Good. Iya, gue dipanggil kakak ipar semua. Dia menghormati. Gue tuh masih bocil dipanggil lebih tua. Chị dâu. Chị dâu. Sô-cung-tê. Rất là mất thời gian. Rất là mất thời gian nhá. Ê, đặt cây. Yes. Google. Mọi người nhắc tay giúp mình mọi người. Apakah rumahmu dekat dengan rumahnya? Ý xin à? Nhà bạn có gần nhà anh ấy không? Anh đặt.
Good. Gần 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 sát luôn, sát luôn. Thank you Nguyên Anh. Nguyên không yêu cậu. Sám tính mọi người ạ. Thật sự mọi người là mình không có biết bên Apakah rumahnya di sampingmu? Nhà anh ấy có cạnh bạn không? Có. Good, good, có. Là... Mọi người à, mình không biết dùng Google dịch. Anh cứ đọc comment của em. Em cảm ơn tâm anh yang paling lama. Good, good, good. Bạn là người bạn lớn. Bạn là người bạn lớn tuổi nhất. Yes, yes, yes. Có anh Khôi, anh Khôi, anh Khôi. Anh Khôi. Khôi. Khôi, cũng lớn tuổi. Cũng lớn tuổi. Ê, anh Khôi. Anh Khôi, no. Đặt Khôi. Anh Khôi, no good. Anh Khôi, no good. Yes, good, yes. No good. Biết cái mắt kìa. Cảm ơn chị Tàu Vi. Anh Khôi. No good, no good. No good, no, no good. Xéo lúc có puasa đi, xéo lúc. Ơi, đặt coi, đặt coi. Yes, yes. Apakah kamu sudah punya pacar? Bạn đã có người yêu chưa? No, no, no. No. Chưa? Apakah kamu tidak ingin mencari perempuan Indonesia? Bạn có muốn tìm phụ nữ Indonesia không? Yes, good, good. Good. À, mọi người, Indonesia, Indonesia. Được serbu. À. Indonesia, love.coi, no. Nope, 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 good, good, good. Leo, 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 full. Mọi người mình, cái câu sau là mình không có hiểu mọi người ạ. Thành bà Mai rồi. Mọi người ơi. Lụm luôn, lụm luôn. Tidak memiliki pasangan. Chị dâu, chị dâu. Không có đối tác. À. Jomblo tuh, jomblo. Hả? Lụm luôn, lụm luôn. Google. Tak ngerti gua, lu ngomong HP. Google. Em không biết dùng Google, em không biết dùng Google dịch. Google no good. Em no good. Em no good Google. Gunakan bahasa yang benar. Sử dụng ngôn ngữ chính xác. À, từ mọi người ơi, để xem nào, mình thực sự mọi người mình thử ấn vào cái Google dịch cái xem nào. Dia kan ada komputer, dia pakai translate kagak pakai HP juga kali. Ada HP. Mọi người chỉ em cái đoạn này các mọi người. Ada komputer. Ê, chị dâu. Indonesia. No, Vietnam, Indonesia. À, Việt Nam. Indonesia. Gunakan bahasa yang baku. Sử dụng ngôn ngữ chuẩn. À đây. Đẹp trai. Ê, đẹp gái. Ấn vào đâu mọi người? Sangkan ipan cantik. À, đẹp gái. Ok, thank you. Sangkan ipan cantik. Xin gái. À, bây giờ mình biết rồi. Yes, 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 yes.